Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server đặc biệt 2. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Lê Phúc. Rồi, hôm nay anh em Lê Phúc sẽ chơi môn phái tàn kiếm trảm nhạc. Và trong đội hình của chúng ta thì có thêm đường môn thức tỉnh với một côn lôn chưa thức tỉnh nữa anh em ơi. Và như vậy là đồng đội của mình đang có một cái quần thể kim cang. Chúng ta di chuyển về khu vực số 10. Đó là một team treo. Rồi, nhanh chóng đã có được những chiến công đầu. Và như vậy là số lượng đội đã bắt đầu giảm đi rồi anh em ơi. Chúng ta ban đầu có 25 đội, bây giờ thì còn 23, và ở những giây phút tiếp theo sẽ lại tiếp tục giảm. Thương nhân đang có mặt ngay khu vực số 9, rất là gần với team của chúng ta. Bây giờ anh em sẽ di chuyển về khu vực số 9 thẳng luôn, hay là chúng ta phải vòng về đến khu vực số 25 đây? Tàn kiếm đã quay trở lại khu vực số 2 để tiếp tục chế tài nguyên rồi. Rồi anh em ơi, chuẩn bị lụm cái rương nữa rồi mình sẽ chạy sang khu 9 nào. Team này thì anh em nên để cho tàn kiếm với cung lôn chúng ta di chuyển qua trước. Đường môn mình sẽ nói gót theo sau. Chuẩn bị bật cái tâm kiếm, sau đó là bật phong tháp vân cảnh nha. Đúng rồi, chuẩn bị chiêu lướt nào. Không có ai, có người, đó là cung lôn đến từ khu vực số 8. Liệu là con lông có chạy được về hay không? Ui. Wow, đó là con lông thức tỉnh nha anh em. Ôi. Phải nói là rất đau. Như vậy là tàn kiếm chúng ta đã lấy quyển đoạn triều với tâm kiếm. Chơi tàn kiếm trảm nhạc thì anh em sẽ ưu tiên quyển bí kíp sơ đầu tiên, đó chính là tâm kiếm, để hỗ trợ búp cho anh em cái quần thể kim cang 2 giây. Và bí kíp tiếp theo thì anh em có thể lấy đoạn triều hoặc là phong tháp vân cảnh ha. Chúng ta có một viên hồi phục máu anh em ơi. Và cả thành viên chúng ta đã quay trở lại khu vực số 10 để tiếp tục farm lính và hồi máu. Cách combo của con trảm nhạc trong tâm ma đó là bật phong tháp vân cảnh trước khi chuyển map, sau đó chúng ta vào quẩy đội hình team bạn. Còn trường hợp mà anh em chưa có quyển bí kíp sơ tâm kiếm thì chúng ta sẽ bật tâm kiếm trước nha anh em ơi. Ui, Thiên Vương nó quay kìa, Thiên Vương cầm tay anh em ơi. Ui, không lo chạy, vẫn ở lại hồi máu, Thiên Vương đã chạy sang khu vực số 9 rồi. Như vậy là chắc chắn chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực số 9 để kết thúc Thiên Vương. Đường môn đã di chuyển trở lại khu vực số 10 và thời gian còn khoảng 20 giây nữa là ảo tượng xuất hiện anh em ạ. Bây giờ team mình sẽ làm gì đây? Tiếp tục bảo kê cho nhân vật tàn kiếm chúng ta farm lính hồi phục máu. Sau đó anh em sẽ di chuyển về khu vực có ảo tượng chăng? Ảo tượng đã xuất hiện. Và khu 2, khu 3 và khu 8. Bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ chạy về khu 2 anh em ơi. Và tiếp theo là mình sẽ di chuyển về khu 3 hay là khu số 8 đây. Ôi, con Thiên Vương đến từ khu vực số 3. Tiêu dao vào gió đen nó kìa. Rồi, xong rồi. Trời ơi, anh em thấy có con đường môn trong tim phải nói là lợi hại cực kỳ. Tiêu dao đã rút lui. Thiên Tâm bên này nữa anh em à. Thiên Tâm đến từ khu vực số 4. Đường môn nó là một cái gì đó rất là ghê gớm nha anh em. Cái bẫy đường môn nếu mà chúng ta vô tình dẫm phải thì khả năng anh em sẽ lên bài điểm số rất là cao. Nhưng mà bản thân đường môn cũng là một môn phái cần phải cẩn trọng trong BK, bởi vì anh em chỉ cần sơ hở là chúng ta cũng sẽ bị lên bài điểm số. Như vậy là số lượng đội đã giảm đi, chúng ta đang còn 11 đội. Và anh em ơi, ảo tượng khu 3 kìa anh em ơi, chúng ta có di chuyển qua hay không? Một team anh em nay không hổ báo, ta bắt đầu bật chế độ hổ báo rồi. Đây, con gì? Con lôn bị dịnh lại rồi, kéo lại lóc các kiểu. Đường môn ơi, đặt cái bẫy bên này, ông đạt coi đạt cái đi đâu ơi. Trời, rồi, xong. Con lôn đã rút lui thành công anh em ạ. Chúng ta đang còn 10 đội. Và ảo tượng tại khu vực số 3 có được mở không? Mở thành công rồi, và con lôn chúng ta đang có quần thể kim cang. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 11. Khu vực số 12 có một team và khả năng rất cao đây là một team treo với ngũ độc và cung lôn. T
Trận này mình thấy là các team giao tranh với nhau khá là căng thẳng nha anh em ơi, bởi vì số lượng đội đã giảm rất nhiều. Chúng ta chỉ đánh những khu vực ở khu 2, khu 25, khu 10, khu 9, khu 3, khu 11. Tính ra là nãy giờ team mình chỉ di chuyển có 6 khu vực trong tổng số 25 ô. Chứng tỏ rằng ở những khu vực khác thì các team cũng đang quét map rất căng thẳng anh em ơi. Rồi thôi, mình sẽ mở hết tất cả các rương tại khu 3 để chuẩn bị tài nguyên cho vòng số 2. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển về khu vực nào đây để mua thêm những quyển bí kíp còn sót lại cho các thành viên trong team. Chúng ta quay trở lại khu vực số 9, có bạo kích, trời ơi, anh em giành giật nhau luôn kìa, có máu luôn kìa anh em ơi, vẫn còn một con ngựa, Ngọc Tuyền ngư nhược, như vậy tàng kiếm chúng ta vẫn chưa có quyển bí kíp phong tháp vân cảnh. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 kết thúc tại đây, và chốt lại chúng ta vẫn còn đến 9 đội để bước sang vòng số 2 anh em ơi. Ở vòng số 2 này thì các thành viên chúng ta đang có mặt tại khu vực số 2. Vòng số 2 đứng tại khu 2, vòng số 3 đứng tại khu 3 hả anh em? Ủa, cái cách này cũng hay đó. Rồi, bán ngọc nha, chuẩn bị thương nhân xuất hiện. Khu nào? Đó là khu số 8 và số 6. Chúng ta di chuyển về khu 9 và sau đó bước sang khu vực số 8. Có team không? Không có team nào cả anh em ạ. Tàng kiếm chúng ta đã lấy quyển bí kíp tâm kiếm để đưa lên quyển bí kíp chung. Ui, thiên nhẫn nè nè nè, ui này treo hay cầm tay cho bà con. Đã giảm đi một đội. Điểm này tính ra đường môn sẽ được chơi khá là nhiều nha anh em, bởi vì chúng ta có những môn phái tăng rất tốt. Đó là thiên nhẫn kinh công. Rồi rồi rồi, dính bảy đường môn các kiểu hết chạy luôn. Khóa kiểu này thì thôi, thiên nhẫn xác định ra đi anh em ơi, đặt ngay cửa. Rồi anh em ghé thương nhân lấy quyển phong tháp phân cảnh luôn anh em. Wow, khu vực số 9 có team, lúc nãy khu vực số 9 trống nha anh em. Rồi rồi rồi, thiên vương nè, tàng kiếm nè, công lôn nè. Chạy đi, quánh đấm gì nữa, trời ơi đội bạn ơi. Ủa mà mình chạy hả ta? Wow. Như vậy là team bên kia vẫn còn nha anh em ơi, chưa có điểm hạ gục nào được hiện lên cả. Bên kia là tàng kiếm thiên vương với một cung lôn, một đội hình cũng rất là cứng cáp. Mình thấy là đường môn đã quay trở lại khu vực số 9 rồi anh em ạ. Chúng ta tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 25. Đây là cung lôn. Rồi lụm nè, ui tàng kiếm đâu ra vậy? Hơi cung lôn, ui cung lôn trâu giả mang luôn em. Tàng kiếm đâu nhảy vô, tàng kiếm chết trước cả cung lôn nữa. Như vậy là team này vẫn còn một thiên vương nha anh em ơi. Không biết là thiên vương ở đâu rồi, hoặc là thiên vương đã bị xử lý. Chuẩn bị có tài nguyên mới xuất hiện và chúng ta sẽ di chuyển để ăn tài nguyên. Số lượng đội trong bản đồ chúng ta đang còn 5 đội anh em ơi. Đây, thiên vương đây. Có lẽ đây là thiên vương chung team với tàng kiếm và cung lôn. Rồi, chạy đâu bạn ơi? Đúng rồi. Ơ, trời ơi, chạy khu 2 được rồi, còn lũi vào khu kẹt nữa. Trời ơi, hiểu vì sao tâm ma ra đi chưa anh em? Đó nè, đó rồi, rồi chạy, chạy đi đâu? Rõ ràng hồi nãy anh em thấy là thiên vương đã, ta nói bẻ lái qua tới khu 2, tự nhiên nó ẹo, nó qua tới, nó quay lại về khu 25. Ủa đây có con thiên vương nữ nữa nè anh em ơi. Rồi, quay trùy, rút lui. Có lên ngựa không? Kinh công. Cùng lồn chúng ta đang cố gắng đuổi theo, khu 1 có một team treo. Thằng kiếm chúng ta lụm luôn anh em à, còn một con dương môn đang ăn boss nữa kìa, quất luôn. Không, không thèm, thiên vương đã di chuyển sang khu vực số 4. Hiện tại đường môn đang có mặt tại khu vực số 2 để mở ảo tượng. Và
chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Số lượng đội trong bảng Dota hiện tại đang còn 4 đội. Một team đó là Dương Môn tại khu 1, một team treo anh em ạ. Như vậy là Dương Môn đã bị xử lý. Chúng ta còn 3 đội. Khả năng là trận Dota này sẽ kết thúc rất sớm anh em ạ. Team chúng ta đang cố gắng di chuyển một cách liên tục để tìm kiếm những một phái còn lại. Đây là một phái gì không kịp nhìn thấy. Bây giờ đường môn khá khỏe rồi. Trời, anh em mua đồ cũng còn chừa lại nữa ta. Gấp ghê thật sự anh em ạ. Đang cố gắng tranh thủ quét map để kết thúc trận tâm ma nè. Thương nhân mà không thèm mua đồ luôn. Đây là một tàn kiếm cuối cùng, tàn kiếm đang cố gắng rút lui. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi anh em ơi, quá tuyệt vời. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.